Các em sinh viên K67 thân mến, học đại học sẽ có nhiều sự khác biệt. Môi trường đại học đòi hỏi các em có sự chín chắn, có sự lựa chọn những kiến thức cần phải học và khám phá, cần có sự cân bằng và phân bổ thời gian học, giải trí, rèn luyện thể thao một cách hợp lý. Thì tin rằng các em sẽ tiếp tục đam mê học tập, nhiều nghiên cứu, tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, khát vọng sáng tạo và các em sẽ thành công như đã thành công từ trước đến nay. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ luôn là nền tảng, là nơi để các em học tập được các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, nhưng cũng là nơi để các em có thể rèn luyện thể thao, học tập văn hóa làm việc, văn hóa ứng xử để phát triển nhân cách các em một cách tốt nhất. Thầy mong rằng các em hãy luôn nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng nhân ái. Các em luôn có sự yêu thương của gia đình, thầy cô, bè bạn và họ cũng rất cần có tình yêu thương của các em. Lòng nhân ái chính là điểm tựa để mỗi chúng ta vượt qua những thách thức khó khăn trong cuộc sống. Có một câu ngạn ngữ rằng một nền văn minh vĩ đại, một quốc gia vĩ đại chỉ có thể được xây dựng bằng tình yêu thương và lòng nhân ái.